chúng ta sẽ đi ăn buffet hải sản. Dưới kia cơ. Ô đẹp thật đấy. Đi ra lấy đồ nhanh, đi hai thằng đấy. Tôm này, ốc, móng tay nhé, bát ngát luôn. Ôi ghê à, đây là tôm rang. Lấy đĩa ra nhập đi. Ừ, nhập vào. Đâu, lấy cái này à. Lấy đĩa đi, lấy cái trứng này nữa. Lấy mỗi thứ ít rồi. Cái này đông hủ. Bỏ đông này. Nhặt đi, tự nhặt. Tôm càng xanh, mấy tỷ. Đấy. Xong xong. Chê. Chê. Nó đi. Chết rồi. Nhìn con nào. Nhìn con. Bỏ lắm. Bỏ. Nhìn lấy tạm. Nhìn đến nó. Lấy tạm một mấy con. Cứ gọi cái lấy đi mỗi người con. Mỗi hai mâm đi. Mười mấy con. Nhìn thích. Đây lấy cả tôm này, tôm nhỏ. Mấy quả tôm càng xanh nhá. Đấy, cả nhiều món lắm, hải sản này, ốc hương này, ốc móng tay này. Sáu chưa? Hàu. Phải, tên mát lắm. Mát. My ơi. Hai tay đây, lấy đi lấy cho nó ra, anh em cầm ra. Thịt bò qua thì có cái đi, không có gì đâu. Tổng nha, giới thiệu ngày là đi lên nhà hàng trên phố Kim Quan. Để chúc mừng năm mới 2024 nhá. Ngày đông người ăn lắm. Vẫn làm nhiều ngày rồi, nhiều ngày. Các bạn có xuất kênh thì nên cho mình xin một like, một đăng ký kênh, ủng hộ nhá. Các bạn có mấy anh đi nè, anh xin chào nè. Xin chào các bạn nhá, mình em phố đây. Đây, đây là đĩa gì đấy? À, thằng này là thích ăn gato hả? Đây là lẩu lẩu nhúng nữa, quá cả lẩu nhất luôn, lẩu thập phẩm là tôm càng xanh nhỉ. Đây là lẩu tôm, đây là lẩu tôm, tôm càng xanh. Bây giờ nhà hàng ăn đông lắm rồi nhá, đây mọi người ăn đông lắm rồi, nói chung là cũng kín lắm rồi chỗ rồi. Nhiều món lắm, khoảng gần 100 món ở đây ăn thỏa phách luôn. Bao giờ ăn chán thì thôi, no thì thôi. Đây là sơn béo, sơn béo ăn rất nhiều, còn đi hay rất hay ăn ở đây. Đây ở đây, đây ở đây thôi. Không nói là nó lái nhá, đang như vi vi đấy. Tao đã ăn được cái gì đâu, tao đọc hướng với quay thế này. Đây là đang nấu, sau mình tí nó mới ăn đúng không? Đối em Thúy này em ăn nhiều này. Em ăn từ đầu. Ừ, ăn từ đầu đến cuối đi thôi. Đây, hầu đi rồi, hầu đi rồi. Nhưng béo có hầu đi rồi.
bên kia mà, bên kia mà, mang bên kia. Bên kia có nồi đâu? Chưa, để nướng mà, để nướng mà, để bên kia. Đây, sang bên này đi. Bên này, mày đây để nướng. Đây. Đây là 13 nhá. Ai có mua gì uống thì mua đây. Đây Minh Béo đây, Minh Béo đi phục vụ bác. Đây tao giới thiệu cho mọi người, chỗ này đang ăn đông lắm rồi. Ừ, ông quay video. Quầy này nhiều người ăn lắm rồi, uống kín lắm rồi. Đây, nhiều lắm, những đồ ngon ở đây nhá. Rồi hàu nhiều chưa, hàu này, tôm này, nhiều đồ ngon ở đây. Ăn đồ tươi à. Anh em có đến để ăn Tết dương lịch thì đến đây nhá. Bây giờ mới tầm 7 giờ thôi. Quán vẫn đông người lắm rồi nhưng mà còn rất nhiều chỗ trống để đến. Nó hồ cũng ngồi luôn. Đủ thứ luôn, nhiều thứ lắm. Thịt bò này, thịt gà này. Xúc là trường nhiều món luôn ở đây. Đây là bầu biển này. Cua biển này, nghĩa là tôm mực này, hàu ốc, nhiều thứ ở đây. Đấy là mất tất bà chủ á. Quá lắm. Đây là chỗ để mọi người thưởng thức. Đây của cháu này ta chỉ có được ăn. Còn các cháu xinh đẹp á. Đây, đồng lắm nha. Rất là đông mọi người ở đây. Livestream mọi người tí. Quay bên mình nhiều rồi, bây giờ livestream mọi người. Quay đi đây. Đây, đúng lắm. Rất nhiều người ăn cái này ở trên phố là đông lắm. Thì mình đang liên hoan ở đây. Cô Mai ơi, gọi tạp vụ dọn cái đấy, để trên nồi đùa được đấy, tạm đấy được mà. Là thay bếp, thay bếp cho mạnh hơn. Vâng.
hơi nghi ngút. Đây bên này có một mâm to này. Em quay cho cái, quay cho tí. Nói chung là cũng kín quán đấy nhỉ, cơ bản là đầy người ăn đấy, không quá hỏi cái quán. Bọn là vẫn đến nữa chứ nhỉ, làm gì đã thôi được, phải tầm 8 giờ mới thôi, 8 giờ thì họ mới thôi mà. À, ăn đi. Đào cắn đi thế nào, cắn một miếng. Rồi rô phát đây nào. Sơn ơi. Rô bia phát đây này, tôi vui đây. Ăn thôi. Ăn thôi. Nó sợ lắm à. Lần nữa ngon hơn, để lâu nó cháy. Cái gì ông Hương này chín chưa? Đây này. Chín chưa? Cắp ra bù lên.
đâu mà cái sâu rồi, có một cái sâu. Ừ, sâu lấy, đỡ đà đấy. Đây là ông bằng tay nè. Được biết rồi, cứ đà đấy. Mai mình dậy cho mẹ, đưa điện thoại đi cầm đi. Quán lẩu nước vào đấy. Giờ cho lẩu nước đi được đấy. Không lẩu nước đấy. Có lẩu nước không? Hay nữa. Hay rồi, cháu để nữa.